Chủ đề ngày hôm nay là một chiếc xe 7 chỗ cỡ trung. Và ngay cạnh mình đây đó là Hyundai Santa Fe 2019 phiên bản máy dầu cao cấp nhất. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng xem thử coi chiếc xe mới ra mắt hồi đầu năm nay nó có những cái chi tiết gì đặc biệt. Mời các bạn. Phần đầu của xe với hai cái mí mắt híp ở hai bên sẽ là cái nhìn mà thu hút cái ánh nhìn đầu tiên. Ở đây sẽ là một cái cụm tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày cũng như là đèn xi nhan, đèn daylight của xe. Cái cụm đèn này không phải là đèn chiếu sáng chính của xe, mà cái cụm đèn chiếu sáng chính của xe đặt thấp xuống dưới bên đây. Và ở dưới đây thì sẽ bao gồm hai cái cụm bi LED. Và bên dưới thì là một cái cụm đèn xi nhan, nhưng đèn xi nhan thì lại là dạng bóng đèn dây tóc, đèn halogen thôi. Còn thấp hẳn xuống bên dưới thì sẽ là hệ thống đèn sương mù. Ngoài ra thì phần đầu xe của Hyundai Santa Fe này được tích hợp 4 cái cảm biến cảnh báo va chạm, bao gồm 2 cái ở phía trước và 2 cái ở phía đằng góc, mỗi góc một cái. Mà những cái cảm biến này thì lại được sơn màu đen, nó lại không giống với cái màu của toàn bộ chiếc xe cho lắm, nhìn vào là thấy có mấy cái nốt ruồi màu đen. Và cái chi tiết cuối cùng ở cái phần bên hông xe đó là một cái hốc lấy gió. Nó sẽ đưa cái luồng gió từ đằng trước đưa về đằng sau cái hộc bánh xe. Thì đây là cái phần mặt ca lăng với cái hình lục giác, nó giúp đưa cái không khí lọt vào bên trong làm mát cái hệ thống cái nước giải nhiệt ở bên trong. Chiếc xe này là của một anh bạn mình, anh ấy đã gắn thêm rất là nhiều đèn, mình nghe nói đâu đó 7-8 cái hệ thống đèn khác để giúp anh ấy có thể đi trên những cái đường xa, những cái cung đường ở tỉnh ban đêm hôm gì đó, nó sẽ an toàn hơn cho anh ấy. Và một cái thanh mạ chrome nó chạy dài từ bên hai bên đèn. Thì cái chrome này nó không có cái màu sáng bóng, không có màu sáng bóng giống như cái logo ở đây, mà nó có cái tông màu hơi xám xám, tối. Nói chung là tùy từng cái góc nắng mà mình nhìn nó sẽ ra một cái màu khác nhau. Rồi cái phần nắp capo của xe thì với những cái đường gân dập nổi. Nắp capo thì được mở với một lần giật chốt ở bên trong và ngoài ra một cái khóa an toàn ở bên ngoài. Cái khóa an toàn này giống như là khi mà chúng ta có quên đóng thì chạy nó không có bật hẳn lên, nên chúng ta phải mở thêm một lần nữa. Rồi nắp capo thì các bạn có thể thấy hai cái cây ti đỡ thủy lực, nó sẽ giúp thuận tiện hơn trong cái việc chúng ta có mở nắp capo để bảo dưỡng xe hàng tuần hay là hàng tháng gì đó. Rồi phần trên thì có một cái miếng mút xốp nỉ, nhiệm vụ nó là cách âm hoặc là cách nhiệt. Bên dưới đây là động cơ dầu tăng áp dung tích 2.2 lít. Và cái công suất tối đa nó đạt được đó là 200 mã lực. Rồi cái moment xoắn tối đa của nó là 441 Nm. Và đạt được ở giải vòng tua 1750 cho đến 2750. Rồi ở đây thì có thể thấy được cái công nghệ của động cơ này, CRDI 16 van, tức là những cái van nạp và van xả ở bên trong của mỗi xi lanh. Sẽ có thể tiếp cận được một số những cái vị trí mà các bạn có thể tự bảo dưỡng xe ở nhà. Ví dụ như là bình nước phụ, hay nước rửa kính, hay cây thước thăm nhớt. Mình có thể thăm nhớt định kỳ để có thể kiểm tra được cái tình trạng động cơ của mình. Và ngoài ra mình còn thấy trên chiếc xe này có một cái điểm khá là hay đối với bạn nào có sở thích chăm xe tại nhà, đó chính là cái hệ thống lọc gió. Hay ở chỗ đó là nó có thể dễ dàng mở ra, không cần tô vít, không cần chìa khóa, không cần gì hết. Chúng ta có thể mở ra bằng tay như thế này, rồi kéo nó lên. Đây là cái hệ thống lọc gió của xe, hai mặt, mặt sau và mặt trước. Đó, mặt này gió vào thì nó hơi đen hơn chút xíu, chiếc xe này mới chạy mấy trăm cây thôi. Rồi mặt trước thì còn rất là sạch. Thì sao? Đối với những bạn mà chạy xe, nhất là ở tỉnh á, đường đất đỏ, đường bụi, nói chung là cái điều kiện vận hành nó khắc nghiệt hơn so với những chiếc xe mà đi trong nội thành, thành phố. Thì hàng tuần hoặc là hai tuần trước cái thời hạn bảo dưỡng xe, thì các bạn có thể gỡ ra kiểm tra. Một là chúng ta vệ sinh, hai là chúng ta sẽ có đưa ra cái phương án thay thế. Thì cơ bản những cái động cơ xe ô tô đều rất là bền, nhưng mà riêng hệ thống lọc gió thì chúng ta nên đặc biệt quan tâm tới nó hơn một chút. Rồi cái nhìn từ bên hông xe thì đâu đó sẽ có cái cảm giác chiếc xe có một cái thiết kế khá là cân đối, bởi vì nó có một cái chiều dài từ đằng trước đến đằng sau là 4m770 và cái chiều cao của nó là 1m670. Cộng thêm cái khoảng sáng gầm xe là 185mm, tức là tương đương với 18,5cm.
và cái chiều dài trục cơ sở đạt 2m765. Đó, tạo nên một cái nhìn có thể nói là dễ thu hút cái ánh mắt người nhìn hơn. Rồi tiếp đến thì cái trang bị ở bên hông này sẽ có một cái bộ mâm kích thước 19 inch. Đây là phiên bản cao cấp nhất nên cái bộ mâm nó được trang bị là 19 inch, còn phiên bản khác thì mình được biết là chỉ 18 inch thôi. Kích thước lốp là 235/55R19, đi với cái bộ mâm đa chấu. Đó, được phay cái mặt bên ngoài và bên trong là sơn màu nhũ. Và bên trong là cái hệ thống phanh đĩa với đĩa phanh tản nhiệt và cùng phanh là một piston. Cái phần lườn xe cũng có một cái thanh mạ chrome trang trí. Cái màu của nó là cái màu sậm xám tối đen gì đó, giống như cái đằng trước. Cái màu này mình không biết gọi sao cho nó chính xác hết, tại vì mỗi một lúc mình nhìn nó ra một cái màu khác nhau. Tiếp theo là cái phần gương chiếu hậu của xe. Thì nhìn vào có thể thấy nó có một khác biệt chút so với đa số các chiếc xe, đó là cái gương chiếu hậu nó được đặt lùi lại so với cột chữ A một chút, một cái khoảng đâu đó mà khoảng 10cm. Nó sẽ tạo thêm một cái khoảng hở ở đây, ít nhiều gì thì nó sẽ tạo thêm cái không gian cho cái mắt nhìn của người ngồi bên trong. Có ưu điểm và cũng có nhược điểm. Có thể nó sẽ tạo ra tiếng ồn nhiều hơn, nhưng mà mỗi chiếc xe nó có một thiết kế, có thể nó sẽ chỉ tiêu tiếng ồn tốt hơn, lát nữa mình sẽ xem tiếp. Và cái gương này thì được tích hợp một dải đèn báo rẽ dạng LED nhỏ nhỏ ở cái bên hông gương đây. Còn cái mặt bên trong là một cái mặt lớn, được tích hợp một cái hệ thống đèn báo cảnh báo điểm mù ở phía sau. Tức là chiếc xe này được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù. Nếu như có một chiếc xe đi khuất vào cái điểm mù của nó thì cái đèn này nó sẽ báo hiệu cho người lái xe biết. Ở cái phần khung cửa kính sẽ là những cái thanh nẹp mạ màu chrome sáng chứ không có tối. Và cái tay nắm mở cửa cũng là cái màu chrome xám tối chứ không có màu sáng trắng. Ở hai cái cửa trước đó là hai cái nút mở khóa hoặc là khóa xe. Nếu như các bạn đi ra khỏi xe, đóng cửa lại, nhấn để nó khóa hay là nhấn để nó mở khóa, nó không phải là thao tác cảm ứng mà mình phải dùng lực nhấn vào. Ở cái phần trụ C sẽ là một cái miếng kính với kích thước khá là lớn. Thật ra là mình có ngồi thử rồi, và cái người ngồi ở cái hàng ghế sau cùng á, cái tầm quan sát tuy rằng nó không thể bằng đằng trước, nhưng mà ít nhiều cái tấm kính to này nó cũng sẽ tạo cái không gian cho cái mắt nhìn nó thoáng hơn. Bánh sau thì tương tự như cái bánh trước, vẫn là 19 inch. Tuy nhiên cái cùng phanh nó nhỏ hơn, và cái đĩa phanh là cái loại đĩa phanh không có những cái khe tản nhiệt ở giữa, nó chỉ là một cái kim loại đặc thôi. Điểm cuối cùng ở bên hông xe mình muốn chia sẻ đó là cái thanh nắp. Thanh này thì nếu như là ở nước ngoài người ta sẽ cho phép gắn đồ, gắn thêm cái bề đỡ để chúng ta chở đồ. Tuy nhiên Việt Nam mình chưa có được cấp phép đăng kiểm để làm cái chuyện đó. Rồi nói về cái phần đuôi xe. Và cái phần trên cao nhất kia sẽ là cái anten truyền phát tín hiệu của xe. Bạn nào thích cổ điển thì để như vậy, còn nếu như mà không có thể thay bằng cái vây cá, không bao nhiêu tiền hết. Cái phần cánh gió sau cùng đây sẽ được tích hợp cái hệ thống đèn phanh ở trên cao. Đây là một trong những cái trang bị giúp an toàn hơn, tránh cái chuyện người ta không biết mình phanh mà người ta đâm vào thôi. Cái điểm nổi bật nhất đối với mình, đối với cái hệ thống ở đằng sau này, đó chính là cái hệ thống đèn. Riêng chiếc xe này thôi, đó là cái hệ thống đèn LED ở đằng sau. Nó có một cái tạo hình giống như là dạng 3D, nó có một cái chiều sâu và nó nổi khối rõ ràng. Đây là một cái điểm mà mình thấy rất là đẹp trên chiếc xe này. Ở trên đây sẽ là cái hệ thống đèn phanh và đèn đề mi. Còn đèn xi nhan thì lại nằm chung với cái cụm đèn sương mù ở phía sau, nằm thấp ở bên dưới đây. Và tên của chiếc xe Santa Fe phiên bản Premium cũng là một cái thanh chrome màu xám đó. Thôi cho mình gọi nó là màu xám đi. Rồi một cái logo và cần gạt nước ở phía sau. Rồi trang bị an toàn thì ở đằng sau có hệ thống camera lùi và 4 cái cảm biến cảnh báo va chạm, 2 ở mặt đối diện và 2 cái ở bên góc. Và cái phần bô thì nó chỉ nằm lệch sang một bên, bên phải. Và cũng là cái dạng ống xả kép, không phải đơn, nhưng mà lại chỉ nằm có một bên thôi. Mình thấy nhiều bạn rất là thích nó, mỗi cái một bên nhìn nó sẽ cân đối và có cái chút gì đó mạnh mẽ hơn. Tận cùng đây là cái bánh xe dự phòng. Cái này có nhiều bạn mất lắm. Nếu như mà để an toàn, các bạn hay đậu xe ở ngoài đường hay là những nơi mà không có người trông coi gì đó thì nên có cái biện pháp bảo vệ cái bánh xe này. Mình thấy nhiều người mất lắm, không riêng gì cái dòng xe này mà nhiều những cái dòng xe có lốp dự phòng gắn ở ngoài như vậy, xe bán tải cũng mất nữa. Có cái tên đó là Hatchback. Hatchback là tên của một cái công nghệ dẫn động 4 bánh của Hyundai. Thì mỗi một hãng họ phát triển cái công nghệ này, họ tinh chỉnh cái công nghệ này và đặt tên riêng cho nó. Thì Hyundai đặt nó là Hatchback 2.2D, phiên bản máy dầu 2.2.
Đây là diesel. Không phải tự động mở đâu. À, mình đã bấm ở trên cái chìa khóa đó. Chìa khóa này có thể bấm đóng hoặc mở cốp. Cốp trang bị cốp điện. Nếu như mà chúng ta đi đủ 7 người á, thì cái phần cốp đằng sau này nó sẽ hơi khiêm tốn một chút, chỉ còn 130 lít. Và nếu như mà để chở hành lý thì chắc khoảng hai cái vali nhỏ cỡ 20 hai mấy inch thôi. Theo mình nghĩ thì đối với những chiếc xe như thế này, nếu mà chúng ta đi 7 người thì cũng không nên đi một cái hành trình quá xa, sẽ khá là căng với cái chuyện để hành lý hoặc là đối với cái người ngồi đằng sau. Nhưng mà một lát nữa thì mình sẽ tìm hiểu cái ghế ngồi đằng sau. Có một cái ngăn nhỏ dưới đây, nói là nhỏ thôi nhưng mà để được rất là nhiều đồ đó. Mình thấy có đội xe nè, rồi một cái cây để chắn cái hàng trên của cái cốp, rồi bình chữa cháy, mấy cái bình bảo dưỡng xe, rồi túi đựng đồ kích bình. Bản chủ xe này rất là kỹ. Nói thêm một chút thì cái không gian hàng ghế sau, nếu như mà khi chúng ta gặp lại á, sẽ có một cái thể tích là 625 lít. Nói chung nếu như mà 5 người, 4 người đi chơi thì mình nghĩ rất là thoải mái đối với những cái dòng xe như thế này. À, mình vừa bấm để thử xem cái ghế nó có bật lên không, nhưng mà nó không bật. Nó gập luôn cái hàng ghế thứ hai. Tức là chiếc xe này nó có khả năng gập cả hàng ghế thứ ba lẫn cái hàng ghế thứ hai. Và cái hàng ghế thứ hai nếu như mà chúng ta gập thì ngay vị trí đằng sau có thể tiếp cận nó bằng cái nút bấm nhấn là nó sẽ gập lại thôi. Và cái hàng ghế thứ ba thì nó gập sẵn rồi. Rồi mình đang ở cái hàng ghế sau thì cái cửa sau của xe, mình muốn nói về cái này trước. À, trước tiên thì có một cái giải đèn, anh bạn này mình anh đã độ. Đó là đèn nội thất, nó đổi màu tùm lum hết, cũng không có quá ảnh hưởng đến cái thiết kế cơ bản của xe. Đó là phần trên thì là nhựa đen, còn phần dưới đây là bọc da có cái màu nâu giống như màu của cái nội thất. Đó. Rồi công tắc lên xuống kính, công tắc cái cần để mở cửa mạ màu chrome. Đó. Và có một cái rèm che nắng. Đó, cái này rất là đã. Cơ bản vì cái phim cách nhiệt nó cũng không hoàn toàn làm cho cái người ngồi thoải mái, có cái này thì nó vẫn sẽ hơn. Đó, bên dưới đây thì là cái lưới loa tạo những cái hình gồ ghề. Nói chung sờ và sẽ thấy nó rất là gồ ghề. Bên trong đây là hệ thống loa và một cái hộp để đồ, để chai nước và những cái vật dụng khác cũng khá là sâu. Để mình có thể đi vào cái hàng ghế sau á, đó sẽ có một cái công tắc điện. Đó, hai vị trí, thứ nhất là vị trí đặt đây, thứ hai nữa là vị trí đặt trên vai ghế. Lát nữa mình sẽ để anh em xem sau. Thì khi mà mình muốn vào á, mình sẽ nhấn một cái nó sẽ gập lại, là thứ nhất. Thứ hai nữa là đây là một cái cần để điều chỉnh cái độ ngả lưng ghế. Rồi nếu như chưa đủ rộng, mình có thể dùng tay mình đẩy cái ghế chạy lên thêm chút xíu nữa. Đó, để mình có một cái lối đi vào nó thoải mái hơn. Ok, vô. Mình cao 1m68 và mình đang ngồi cái hàng ghế thứ ba. Nói chung là cái tạng người của mình thì nó vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không có vạm vỡ. Nói chung là ngồi cái hàng ghế thì cũng không bị chật đâu. Phần đầu thì thoải mái, hoặc là nếu như mà chúng ta ngồi mà cái tư thế ngả lưng theo cái tựa đầu nữa. Đó, ok, cũng không gặp vấn đề. Nhưng mà cái ghế này thì mình thấy thì thứ nhất là nó hơi cứng, thứ hai nữa là cái phần ghế nó cũng không có được dày. Đó. Tuy nhiên cái bề ngang thì thoải mái. Mình nghĩ là một người nữa cỡ như mình hoặc bự hơn mình ngồi không sao. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cái sàn nó hơi nông. Đó. Khi mà cái sàn nó hơi nông á, mình để chân thì nó sẽ tạo thành một cái hình hơi gấp như thế này. Còn về cái khoảng cách thì mình nghĩ rằng khá là thoải mái. Cái ghế trên này mình đã chỉnh cho một người 86kg, cao gần 1m7 ngồi. Và tiếp theo thì mình nói đến cái tiện nghi. Ở phía đằng sau này sẽ có cửa gió điều hòa, đó là ở hai bên trái phải. Và thậm chí nó có một cái hệ thống nút để tăng cái mức gió. Ngoài ra thì cũng có cái hai khay để ly. Rồi một cái đường gió ở dưới chân. Hệ thống máy lạnh đằng trước chỉnh gió thổi xuống chân thì sẽ thêm được một cái luồng gió dưới đó nữa. Trên đây thì sẽ là hệ thống đèn. Và đây sẽ là cái hệ thống cảm biến này. À, mình không chắc lắm, có thể là cảm biến hoặc là camera, mình không chắc. Nhưng mà mình biết nó là một cái hệ thống nhận biết được khi chúng ta ra khỏi xe, có con nít hay là có ai đó ngủ mà người ta không biết đó, người ta không ra xe, thì chiếc xe nó sẽ báo động cho chúng ta biết là còn người ngồi trên xe, nhất là đối với con nít.
Mình giữ nguyên hai vị trí, thứ nhất đó là cái ghế tới hoặc là lùi, thứ hai nữa là độ ngả lưng ghế. Thì các bạn có thể nhìn thì phía trước thì thoải mái và cái độ ngả lưng thì cũng nằm ở mức vừa phải, nó chưa ngả hẳn. Đây là mình ngồi bình thường, ngồi trò chuyện, hoặc là nếu như mà mệt ta có thể ngồi ngủ như này thì cái đầu gối nó mới hơi chạm chút xíu, nhưng mà ít ai ngồi vậy lắm, mình ngồi bình thường như vậy đi. Đó, tiện ích sẽ có bệ tì tay, khay để nước. Rồi ngoài ra mình có thể, nếu như không có người ngồi đằng sau, mình có thể chỉnh thêm cái này, nó ngả thêm chút xíu. Không, ngả nhiều lắm, ngả như thế này là nằm để ngủ luôn rồi. Đó, hoặc là có thể tới hoặc lùi. Đó. Nếu mà tới hết cỡ thì nó sẽ như thế này. Ui, nhưng mà không ai ngồi như thế này đâu. Đó, ngồi vậy thôi. Xe này được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở phía trước và phía sau thôi. Còn hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì chỉ là cái cửa thông gió. Một cái khay để có thể để điện thoại. Một cái hai cổng sạc dạng USB. Rồi cái hộp để đồ ké theo cái hàng ghế trước. Rồi một chút về cái da ghế thì đây là da ghế có những cái lỗ thở giúp cho cái người ngồi thông thoáng hơn, đỡ bị bí hơn. Và cũng được may bằng nhiều cái mảnh khác nhau, tạo cái cảm giác khi mà mình dựa vào có chỗ này chỗ kia nó đụng vào người mình thì nó sẽ có cái cảm giác hơn. Ngoài ra thì đây là cái vị trí của người ngồi giữa. Thế nhưng mà chúng ta chở đủ người. Cái ghế này thì đặc điểm trên nhiều xe nó rất là cứng và nhỏ. Đó. Tựa lưng cũng cứng mà ngồi đây rất khá là chênh vênh, cái cảm giác nó hơi sợ sợ. Đi thì nó sẽ hơi lắc lư, tại vì cái vị trí mình ngồi nó khá là nhỏ, nó không có những cái bệ đỡ ở trên ghế như thế này. À, nên là mình ngồi nó hơi chênh vênh. Và một cái điểm khác nữa đó chính là hàng ghế sau cũng có một cái cửa sổ trời rất là lớn. Thứ nhất là cái rèm trên trần đó là bằng nỉ, và nó cũng chỉ cần một thao tác mình nhấn nó sẽ chạy và cái kính nó cũng sẽ mở ra, cái kính đằng trước thôi. Còn cái phần kính phía sau thì sẽ là cố định. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái không gian cửa sổ trời rất là lớn. Cái phần điểm cuối cùng của nó là nằm ngoài tận đằng sau so với cái ghế. Đó, ví dụ như mình ngồi ở đây đi. Đó. Không nhìn thấy cái đáy nó nằm tút đâu ngoài đây. Nằm cái, mặc dù cái ghế mình chỉnh rất là ngửa. Bạn nào mà thích cửa sổ trời á thì đây sẽ là cái cửa sổ trời cực kỳ lý tưởng vì cái kích thước rộng của nó. Rồi đây là cái cửa trước. Cơ bản thì trang trí cũng gần tương tự. Ở đây sẽ là một cái miếng nhựa bóng và bên trong nó có một cái vân gì đó. Nói chung nhìn rất là đẹp. Không giống vân gỗ, vân trang trí thôi. Và bên dưới đây sẽ là một cái đèn để cảnh báo khi mà chúng ta mở cửa ra, những cái phương tiện đi đằng sau nhìn vào biết là chúng ta mở cửa. Cái này sẽ giúp cho chúng ta an toàn hơn. Rồi một cái khay để đồ lớn với một cái hộp để có thể để chai nước hay gì đó, và một cái khay rất là dài. Rồi hệ thống loa. Và như lúc nãy mình có chia sẻ thì đây là một cái ô ở cái cửa chữ A. Nó sẽ tạo thêm cái không gian cho cái mắt của cái người ngồi điều khiển xe nó rộng rãi hơn, nó thoáng hơn. Tại vì cái kính nó đã đặt lùi khỏi cái góc chữ A rồi. Rồi một cái ghế điều chỉnh điện 8 hướng. Đó. Không có bơm ghế, chỉ có chỉnh tới lui nghiêng ngả các thứ. Đó. Vậy thôi. Và phía đằng trước đây thì sẽ là cái hệ thống táp lô. Cái kích thước khá là dài, chia làm hai cái mảng màu khác nhau. Nói chung cái thiết kế này khá là lạ này. Nhưng mà khi mà đóng cái cửa lại nó sẽ có một cái đường vòm rộng sang hai bên. Phần màu nâu này sẽ là phần bọc da, còn cái phần trên đây sẽ là nhựa mềm và cái trang trí bằng nhựa. Một cái khay để đồ, khay này để điện thoại rồi các thứ vào, thoải mái. Cái cốp để đồ đây cũng khá là rộng. Đó, còn gì nữa? Ui, cái này còn gì nữa? À, ở đây còn có một cái cửa. Ví dụ mình mở ra thì nó sẽ thông gió, đóng lại thì nó khóa gió. Ví dụ như mình có để cái đồ gì đó ở đây mà mình cần nó mát á, thì mình sẽ mở cái này ra, còn không cần thì mình đóng nó lại. Cũng hay, cái này giống như là để chai nước thì sẽ ok. Về hai cái cánh cửa ở phía trước, có một điểm này mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là cái kính hai lớp. Đối với những chiếc xe cao cấp
thì cái trang bị này mình thấy nhiều rồi. Còn đối với những chiếc xe phổ thông thì đây là một cái trang bị rất là ít có. Cửa ở bên người tài xế cũng trang trí thì tương tự, có thêm cái hệ thống nút bấm, rồi nút khóa hay là mở khóa xe. Đó. Và trên đây sẽ là cái hệ thống nút để cài đặt nhớ ghế, đặt tút lên trên cao này, vô xe cái là mình bấm. Đây là cái hệ thống điều khiển ghế, sẽ có nhiều chức năng hơn. Thứ nhất, nhiều hơn đó là cái bơm của cái đỡ cái chân của mình nè. Đó, đó nó chạy vô, nó chạy ra. Là thứ nhất. Thứ hai đó là bơm căng phòng lưng ghế, bốn hướng bơm. Và ngoài ra, cái ghế này nó còn có thêm một chức năng nữa, đó là khi mà chúng ta tắt máy đi ra khỏi xe, tự động nó sẽ lùi lại. Tự động nó sẽ lùi lại. Đó, rồi khi mà chúng ta vào xe, mở cửa ra, đóng cửa lại, vào xe thì cái ghế nó sẽ chạy lên đến đúng cái vị trí mà khi mà chúng ta ra khỏi xe đó. Đây cũng là một cái tiện ích trên những chiếc xe cao cấp mình mới nhìn thấy. Bên trái của vô lăng á, sẽ là cụm những cái điều khiển nút. Nhất là giữ cái vị trí cốp, nhớ vị trí cốp, khóa vi sai, trung tâm. Tắt hoặc là mở cái hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo điểm mù mà nó báo đèn trên gương đó. Rồi đây là cái chỉnh đèn pha, ở chỉnh cái góc chiếu đèn pha ở cao hoặc là thấp, nó có từng những cái mức khác nhau, có thể điều chỉnh thủ công và tắt hệ thống chống trượt. Rồi về cái giao diện của người điều khiển xe thì Hyundai họ bố trí bên trái sẽ là đồng hồ vòng tua máy, đó, dạng cơ. Và phía bên phải ngoài cùng thì một cái đồng hồ báo xăng cũng như một cái đồng hồ báo nhiệt độ nước. Còn ngay trung tâm sẽ là một cái màn hình dạng LCD có kích thước là 7 inch. Nó hiển thị đa thông tin cũng như là một cái vòng hiển thị tốc độ của xe. Và cái màn hình thì sẽ thay đổi nhiều. Ví dụ như hiện tại mình đang để là thông báo áp suất lốp. Chiếc xe này bạn chủ xe đã gắn thêm cái hệ thống báo áp suất lốp. Đó, hoặc là điều chỉnh head-up display. Đó, chiếc xe này cũng có cái màn hình HUD nếu như chúng ta xài. Vô lăng của xe là dạng vô lăng 3 chấu bọc da, sờ khá là thích vì nó chắc chắn cũng như ở bên trong nó có một cái độ mềm nhất định. Hai lẫy chuyển số hai bên có sẵn. Rồi những cái phím điều khiển đa chức năng của xe tích hợp bên trái cũng như là bên phải. Chính giữa thì vẫn là cái túi khí như thông thường thôi. Và ngoài ra thì cũng trang bị những cái hệ thống như là đèn pha tự động, gạt mưa tự động, điều hòa tự động và những cái thứ tự động cơ bản đó. Và vô lăng thì chỉnh cơ thông qua một cái nút ở bên hông vô lăng, có thể chỉnh lên xuống làm sao cho phù hợp với cái tư thế mình ngồi hơn. Rồi tiếp theo thì cái hệ thống điều khiển ở trên trần xe, đó là điều khiển những cái hệ thống đèn ở trong nội thất và một nút duy nhất để điều khiển cái cửa sổ trời. Một lần nhấn xuống hoặc là một lần nhấn lên thì cửa sổ trời sẽ chạy ra hoặc chạy vào. Đó, bên dưới đây sẽ là cái khay để kính để đỡ bị chảy hơn. Chỗ đây thì cái vừa với cái tầm tay mình với lên. Rồi tiếp theo là cái kính hậu. Kính này được tích hợp cái công nghệ chống chói tự động. Nếu như mà muốn tắt cái công nghệ tắt khả năng chống chói tự động đi thì thông qua cái nút này. Đó. Bên kia sẽ là một cái la bàn điện tử, nó sẽ báo là xe đang đi về cái hướng nào. Hệ thống giải trí của xe thì sẽ có một cái màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp khả năng kết nối Apple CarPlay nhưng mà không thấy Android Auto. Đó, nhưng mà mình thích những cái phím bấm như thế này hơn. Hai bên thì là những cái phím bấm tắt, truy cập tắt vào những cái tính năng nào đó một bên, và hai cái phím cơ để điều khiển âm lượng cũng như là để sử dụng radio FM. Đó. Rồi tiếp theo bên dưới sẽ là hai cái cửa gió điều hòa, họ bố trí nó nằm vị trí ngay đây. Về máy lạnh thì nãy mình có nói rồi, nó là hai vùng máy lạnh độc lập, chúng ta có thể điều khiển thông qua hai cái nút bấm cũng như nó sẽ có những cái hiển thị ở trên màn hình. Ngoài ra chiếc xe này còn có một cái chức năng mà mình rất thích, đó là sấy ghế, tức là nó sẽ thổi quạt làm mát chiếc ghế chứ không phải là sưởi. Tuy nhiên nếu như mà ở Đà Lạt lạnh thì vẫn có thể sử dụng sưởi ghế thông qua cái nút kế bên. Đó, bên đây hình cái quạt là sấy ghế, bên đây là sưởi ghế, bên đây là sưởi vô lăng. Đó, những cái trang bị này tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ít xe có lắm. Tiếp theo trong cái tiện ích của xe thì sẽ có thêm một cái cổng sạc 12V 180W dạng cắm tẩu thuốc. Đó, đây là một cái đèn báo cái sạc không dây chuẩn
QI. Đó, mình đang để cái điện thoại của mình sạc thì nó sẽ sáng cái đèn. Một cổng USB kết nối với điện thoại, một cổng AUX kết nối 3.5 để nghe nhạc, máy nghe nhạc. Còn bên đây là một cổng USB để sạc pin. Rồi. Và một cái hộp này thì lớn lắm, để điện thoại 2-3 cái gì cũng được hết á. Và mình đang để cái điện thoại của mình để nó sạc không dây. Đó, bên dưới đây là cái bàn sạc không dây này. Rồi, ở cái khu trung tâm thì sẽ là một cái cần số kích thước ngắn thôi, khoảng 10cm. Một cái lẫy khóa đằng trước để chúng ta mỗi lần chuyển số thì chúng ta sẽ sử dụng cái lẫy khóa đó. Còn bên phải sẽ là hai cái khay để ly, có khả năng tự giữ cái ly lại. Tiếp theo sẽ là những cái hệ thống nút bấm, ví dụ như tắt chủ động hoặc là chủ động mở cái cảm biến xung quanh xe để chúng ta đậu xe, rồi mở hệ thống camera, kích hoạt tự động phanh, rồi phanh tay điện tử, kích hoạt chế độ đổ đèo, đổ dốc và cái chế độ lái. Xe này được trang bị tổng cộng là 4 chế độ lái. Thứ nhất là chế độ Comfort, thứ hai là Eco, thứ ba là Sport và cuối cùng là chế độ lái thông minh Smart. Thêm một cái hộp để đồ nữa ở phía sau. Đây thì có chìa khóa nhân tiện. Đây là chìa khóa của xe. À, gọn gàng. Rồi đây là cái bóp điện thoại của mình. Đây là cái thẻ xe. Đó, một cái ngăn cũng có thể để điện thoại hoặc là những cái vật dụng gì đó. Áo thuốc có thể để thuốc, hộp quẹt. Và đây là cái bệ tùy tay. Cái bệ tùy tay cũng được cái bọc da giống như là da ở trên ghế, màu tương tự. Và một cái công tắc để mở lên sẽ mở ra thêm một cái ngăn rất là bự bên dưới nữa. Bên trên sẽ là một cái ngăn nhỏ trước. Đây là cái remote để điều khiển những cái màu sắc của đèn nội thất mà cái này gắn thêm đó. À, dưới đây là một cái hộp rất là to để thêm rất là nhiều đồ bên dưới này nữa. Xe này mình mới lột ni lông không bỏ rác nên là mình ném nó xuống đây luôn. Ngoài ra thì chiếc xe cũng sẽ còn nhiều những cái tính năng khác nữa. Ví dụ như vào số lùi cả hai gương cụp xuống để chúng ta nhìn cái bánh xe phía sau. Hoặc là những cái tiện ích nhỏ khác mà cái thời lượng của cái clip mình không có đề cập hết được. Cộng thêm với những cái trang bị an toàn của xe thì mình sẽ đề cập những cái vấn đề đó trong cái bài viết của mình tại xe.tinhtế.vn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái chủ đề tiếp theo. Bye bye!